Chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Ve Chai nha các bạn. Hôm nay mình có mua nhầm được cái quạt với nhôm á các bạn. Mình về mình gã ra thì mình thấy mình cũng bị lầm nè. Mình mua về gã ra mình thấy nó cũng không có đứt tổn thất gì mấy. Nó cái cuộn điện của nó mình thấy nó đứt có 1 cộng à. Nên mình tiếc mình cứu lại nha các bạn. Nè, đứt đầu dây, đứt gớt ngang cái đầu dây số 3 nè, số 3 mà nó đứt ở trên gì nè các bạn. Thì mình thấy nó nhôm dẻo á các bạn, nhôm là nhôm dẻo nha, nhôm nó pha chì á, nó pha chì nhiều quá nên nó dẻo lắm, nên mình đốt một quẹt vô nó vẫn còn dính dẻo nhẹo à. Mình thử ra mình thuê bộ ổn mình cứu lợi nghe các bạn. Mình coi cứu hàng ra nó được không nghe, đặng mình xài chia sẻ với các bạn xem cách mình cứu cuộn điện nhôm nha các bạn. Bạn xem nha, thấy kênh Anh Thợ Ve Chai có hay và hữu ích thì các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Thì mình cũng đã có ghi mẫu hàng đổ trơn rồi, chuẩn bị sẵn hết trơn rồi, thì chỉ có một cái là mình đo đò đạt là cho các bạn xem thử nè, rồi mình tiến hành làm nha các bạn. Đây, các bạn xem nha. Thì thường mình đo ít âm 10 nè các bạn. Nè, mình đo cái thằng này là thằng này làm chạy nha các bạn. Chạy đề đây để coi. Cũng chạy đó các bạn. Cũng chạy mà nó phân vô ngược vô trong nữa các bạn. Để mình móc ra nghe, phân ngược vô thuốc ở trong, nó đai chạy vô thuốc trong, móc nhẹ nó ra. Này bằng nhôm chì nên mạnh tay quá nó cũng đứt rồi. Nè, cổng này cũng chạy nha các bạn. Đây mình đo nè nha. Nè, lên nè. Đo tóm tắt cuộn điện là đề với chạy nha. Mình đo cũng đỏ đó nè. Lên nè các bạn, thấy không? Mình thử ra nó còn nguyên rồi mình không bỏ uổng nè, số 1 nè. Xanh số 1 nè. Vàng số 2 nè. Nè, đo không ăn cái đồng hồ nè, vàng số 2 nè. Trắng số 3 nè. Ủa. Ê, vàng số 3 các bạn ơi. Cái này không phải vàng, thằng trắng. Đứt ngay chỗ vàng. Nè, số 2 nè. Đứt ngay vàng ngang này, mình tưởng nó cũng vàng tại mình không thấy rõ. Nó nướng màu. Nè, này số 3 nè, đó. Đứt giữa số 2 nha các bạn. Đứt hai cái mối đấu của nó lại đó. Mình thử cho nó tách ra mình đo nó không lên. Rồi mình mấy cái này là mình không có gỡ ra nha các bạn, mình chỉ giữ lại luôn nha. Rồi mình giữ lại là mình hàng qua. Rồi mình có cắt sẵn rồi nè các bạn. Đó. Sẵn trên nè. Cái này mình cuộn điện nhôm mình kéo ra dài dài chút đi ha. Cho nó dễ mà. Nè, đầu tiên mình quay cuộn điện lại nha các bạn. Đó. Cần có hai cái kìm nha các bạn, cái kìm của mình nè, cái kìm cần cua súng răng với cái kìm này để mình chịu lại mình cắt dây nha, cắt dây đó đặng tước ra mình quấn qua nha các bạn. Mình không có cắn cái chiều kia nha, cắn cái chiều không có răng nha, đặng mình cắt dây ra không cho nó cắn dây. Xong mình tạo nó sơ sơ luôn nha các bạn. Mình hàn cho nó ăn đó. Chứ mình không có cắn cái chịu có găng, cắn chịu có găng nó sẽ đứt nha. Đó.
nó sát cái cổ nó mà. Sợ mình nếu mình cầm tay thì nó giặt lên, nó khi mình tước lên nó giặt nó đứt. Rồi, đứt rồi này, thấy không? Đứt ngay đầu luôn các bạn ơi. Tôi có phạm dây không nghe. Rồi, đứt dây luôn các bạn. Đây. Đứt ra hai cọng luôn. Rồi xem này. Đứt ra hai cọng luôn rồi ha. Hai cọng của nó này. Bây giờ mình nói là mình xe luôn nha các bạn. Nó mình hơi quẹt nó được các bạn ơi. Đứt dây số 3. Còn lỡ đứt rồi mình cắt cái khúc này ra luôn nha. Đó. Mình quấn lại đi rồi mình hơi quẹt nó. Hơi nhá vô nha các bạn. Nè. Cũng có hơi lâu. Đó. Nó dẻo nhẹo rồi thấy không? Nó vẫn cứu được. Rồi mình lấy dao mình cạo sơ sơ nó đang mình hàn nha. Dao này là dao Trung Quốc rất là bén, mình cạo nó mới dễ, chứ còn lưỡi cưa sắt mình bẻ ra cái mình cạo nó cũng không muốn đi nữa bạn. Loại này nó có lớp lớp bên mai của nó mềm nó bóng, có cái dao mà nó sằng nó mới ăn. Mình quấn lại nha các bạn. Các bạn thấy kênh Anh Thợ Da Chai có hay và hữu ích là nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn. Rồi cái này đó là mình để gì luôn nè các bạn ơi, mình cắt sát cái đầu này luôn nha, không cần ấy nãy biết gì mình cắt sát cái đầu được rồi. Nè gì nè, cái này chơi sát đầu luôn, khỏi cần hàng phía sau gì chứ, có cách rồi đó. Mình đo lại cái nghe các bạn coi nó ăn hay không nha, nguy hiểm quá. Cùng cùng điện dây nhôm á các bạn, mình không có cứu đâu, mình thường là còn mình cũng bỏ nữa, nay thấy cùng điện nó còn đẹp, cái ốp nó còn đẹp quá, mình cứu lại em thôi được, mình xài mình thay cái rẻ cho mấy người nghèo quá các bạn ta xài cũng lên cũng ăn. Nó ăn mình hàng vô là ăn rồi các bạn. Rồi giờ mình tiến hành gắn vô nha. Mỏ hàng cũng nóng rồi, mình tước dây sẵn rồi nè. Cái số 1. Mình số 3, số 2 mình hàng hai cái thằng đứt này trước đi cho nó dễ hàng. Số 3 rồi nha các bạn, mình cũng chen vô luôn nha, chen dây vô luôn. Chen dây chính giữa cái sớ dây của cái cọng dây đồng á. Mình làm này hết sức là nhẹ tay chứ không có nặng tay nha các bạn. Quấn vòng vòng đó rồi mình ủ chì như thông lên nha các bạn. Mình mỏ hàng dính là chắc chắn là mình hàng sẽ dính, tại mỏ hàng mình nó cũng 60W các bạn. Lấy gì mới, lấy nhựa nhựa mới đi, mình chấm vô cho nó ăn nha. Chì thì chì mình chì mới thử cho nó ăn không nha, nó ăn thì nó ăn cọng kia đó, mà cọng mày để cho nó ăn không. Cảm ơn các bạn ơi. Ăn mặn ít chịu rồi các bạn ơi. Rồi mình đờ hàng rồi mình đo lại thử cho nó ăn không lên không nghe các bạn. Nó mấy cùng nhôm này mình không ưa nó chút nào chứ không lên các bạn ơi. Lên ăn rồi. Nó không có ăn chì vô cái này nhiều, ít rồi.
kệ, làm được thì làm đó các bạn. Ở đời cũng không có cái gì mình bỏ phí được, cái nào mình sử dụng được mình sử dụng. Nhưng mà đối với mấy cái này thì mình cũng hết sức nhẹ nhàng, như là nâng chứng vậy. Xe nhẹ nhẹ vô đó. Rồi mình chấm chì vô. Mình âm vô tức là nó sẽ ăn. Ăn các bạn ơi, cái này ăn rồi. Rồi mình đo lại cái nữa coi. Mỗi cái mình mỗi đo nha các bạn. Lên rồi nè các bạn. Đó. Mình khéo tay là được rồi các bạn ơi. Rồi xong rồi hai số rồi, giờ tới số 1 nha. Đang mình kéo cái cọng xám qua rồi, sắp xếp cọng xám qua trước. Cọng xám là cọng chạy nha các bạn, nhẹ tay nó mới được. Mình lấy dao mình vuốt sơ sơ nó nha các bạn, lấy đặt lên móng tay mình vuốt nhẹ nhẹ nó là nó. Mình quấn vô mình hàn cho nó ăn nha. Cái này mình tước bớt nha các bạn, tại vì cái cục mình phải phân lại. Làm mấy cái này nín thở. Nó cái nhôm giòn đó các bạn, đu đưa nó là nó đứt đó các bạn. Còn nhôm này cũng đỡ. Sao? Rồi mình hàn cái cũng cũng chạy ra luôn nha các bạn. Để tới nó. Vậy mà nó gãy hết qua đó các bạn. Mình quấn đều đều nhẹ nhẹ tay vô, mình cốp lại cái nha. Đừng đứt cho con. Rồi mình chấm nhựa vô, âm chì vô nha. Rồi âm cho nó thiệt nóng, mình âm chì vô cho nó dính. Đó, dính rồi các bạn ơi. Ăn chì nha các bạn. Rồi mình đo lại cái nữa nha các bạn. Mấy cái này làm nó cực quá. Lên, 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 lên. Rồi còn số cuối cùng nha các bạn. Cái này thì số 1 nè. Mình nhả cái dây nó ra bớt. Dây nó dư á. Nhả dây ra bớt cái mình quấn vô. Mình làm luôn. Cái này cũng dễ nè. Cái số 1 này dễ nè. Tại vì nó có cái đầu của nó hàn sẵn rồi. Mình lợi dụng cái đầu nó sẵn mình sử dụng luôn nha. Đó. Chấm vô. Cho miếng chì vô. Đó. Tôi không gì kể nữa các bạn ơi. Mình là hàn nó lại cho nó dính là được rồi. Rồi còn cái ông này, ông số ông đề nè. Ông đề này thì mình quấn vô đây luôn nha. Đó. Quấn chùm qua luôn các bạn ơi. Đó. Mình tủ chì vô cái nữa là nó ăn rồi, nó có sẵn rồi. Mình nhẹ tay nha các bạn. Đánh thở nhẹ tay á. Mấy cái này mình kiểu này là mình nối tay nối không có ăn đâu nha các bạn. Đứt một cọng mà nối còn khó nữa, mà đứt từ lưa hai ba cọng này mà nó còn râu, nó vẫn còn zin nha các bạn. Rồi giờ mình lấy ống đèn ha, mình hát ra mình đút vô này rồi xem nha. Năm móng các bạn ơi, cắt là mong.
mình không có đủ rồi đó các bạn. Rồi giờ mình đút mình chạy nha. Đó. Cọng xanh nha các bạn, xanh lấy cọng vàng đút về. Nè, vô giữa cho em đút sát góc nha các bạn. Đó. Đây nè. Trắng nè. Đút vừa sát sát nha, chỉ có thằng nè. Số 2 nó cục quá. Mình cắt gì nữa, cắt tước chút xíu là mình đưa nó vô cho nó vừa nha. Đó, đều với nhau rồi các bạn. Đó, giờ mình ốp nhẹ vô vô. Ốp nhẹ vô vô, thiệt nhẹ tay nha các bạn. Uống vô rồi tới chừng nó sát cho mình bóp mạnh vô. Rồi xong. Mình lấy rút, mình rút lại nha các bạn. Với điều kiện là mình rút phải vừa cứng tay thôi chứ không có cứng quá nha. Rồi. Tại vì rút mình nó có răng nha, mình siết cứng quá cái nó sẽ bị đứt, nghiến đứt đó các bạn. Và cái này nhâm chì nó cũng đỡ nha, nó có hai loại mình kêu là hồi nào giờ tự mình kêu là nhâm chì với nhâm giòn. Nhâm chì này nó cũng đỡ lắm các bạn. Lấy cái này mình đôn xuống là chứ không có gịch nữa nha, không có gịch, không có nghiến qua nghiến lại là rồi đó, sát cứng luôn. Là mình đai cái đi rồi mình hãy đo nha các bạn, lỡ rồi theo gì đây từ cận đo đó. Để mình đo cái cho chắc ăn nha. Rút rồi. Đo tóm tắt đó các bạn. Đo tóm tắt là hàng xám với hàng đỏ nè. Mình để lúc nào cái đồng hồ kim nó cũng lên hết là nó an toàn nè. Đó. Đó. Để gì đây các bạn. Đó. Kim lên là mình đai. Để gì nha. Đó, các bạn thấy nè, chú ý là mình rút nè, kim nó vẫn lên nha các bạn. Sợ lúc mình đai nó bị đứt là rồi xong. Mình làm này phải chậm mới được các bạn ơi, không có gấp được các bạn. Cứng luôn đó nè, chứ không phải là siết thường nữa các bạn, mình siết cứng đàng hoàng á. Xây qua nha các bạn, xây nhẹ qua, cuốn nhẹ lên, rồi cái mình để mình làm nó còn lên là được rồi các bạn. Ăn tiền là cái mối này nè, mối cuối cùng nè các bạn. Đè cái cổ dây này xuống cho nó dính đó, cái móng tay đè xuống cho nó thích xuống dưới rồi mình mới rút cái này lên nha. Rút lên trước khi mình rút chẳng để rút cố định nha, chứ không có cưa qua cưa lại, rút cắt chắc luôn nha các bạn. Đó, ngon lành nha, cắt nha. Dây nó làm nó rồi đó, không đứt. Thế là hoàn chỉnh nha các bạn. Đó, ngon lành. Rồi mình vô dầu. Mình vô dầu đậu cốt mình vô nha các bạn. Cái này là cốt bạch chưa có gơ luôn á. Đó. Tại nó bị oxy quá cái nó đứt rụng lên á. Rồi, vô dầu. Rồi mình nhấn vô nha các bạn. Mình cái gầm nhấn vô. Dây này nó dây phía sau nha các bạn. Dây phía sau mình để gì nè. Mình nhẹ vô.
mình cho miếng dầu vô cái đầu cốt nữa các bạn. Cuộn điện này là nó cuộn điện B3 nghe, quạt B3 mà với nhôm đó các bạn, mà nó gáp vô cái quạt lớn luôn á. Nãy mình làm mình dở ra dở vô rất là to, dẫn đỡ ba con nghe các bạn. Nó dẫn sao đây sẽ là có đàn con nè, đàn con. Rồi mình đai chỗ này, rút chỗ này đó nè bạn. Vừa cứng à các bạn, mình nữa mình thay mình xếp thêm, nó là ngon rồi đó. Rồi giờ mình rút chỗ này nha các bạn, rút ra đây luôn nha, rút đây mình giữ lại luôn nha, ngon lành rồi đó. Chứ thấy còn mới quá các bạn, bỏ uổng, nhông mộng nữa còn mới chứ còn bỏ uổng. Mình từng bán bỏ bán có liệu biết bao nhiêu mà cái này nó còn đẹp này thôi. Nào sử dụng được, tận dụng được, tận dụng các bạn. Rồi cũng nhắc luôn, cứng từ như ban bự luôn nè các bạn. Chủ yếu là đừng có cho nó cắn nha. Rồi giờ mình là tiến hành mình đo lại nha các bạn, đo tấm sắt ra nó sao nha, tức là hết đo từ đầu tới cuối cho các bạn xem nha. Sám chạy đỏ đời nè các bạn, nè lên nè, hao cẩn thận như nào nha. Rồi mình đo, mình bắt đỏ đề mình đo nha, xanh 1 vàng 2.3 nha. Rồi, xanh 1 nè. Vàng 2 nè các bạn, bạn chú ý kim đồng hồ nha. Trắng 3 nè, các bạn chú ý kim đồng hồ nè. Đó. Vàng số 2 nè, xanh số 1 nè. Tất cả là cục điện nhìn ngon rồi nha các bạn. Các bạn thấy kênh của anh Thợ Cho Chai mà có hay và hữu ích rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha. Rồi hoàn chỉnh cái cục điện rồi đó, mình để ra nữa vài thay rẻ rẻ mình thay cho người ta, mấy người nghèo quá. Rồi chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn clip sau nha các bạn.